Chào các bạn, cảm ơn các bạn và quý đơn vị đã sử dụng phần mềm dự toán G8. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà tính đơn giá nhân công và tính đơn giá ca máy theo hai cái thông tư mới nhất mà Bộ Xây dựng ban hành trong năm 2016 có liên quan. Đó là thông tư số 05 năm 2016 về tính đơn giá nhân công và thông tư 06 năm 2016 do Bộ Xây dựng ban hành về tính chi phí xây dựng cũng như là tính đơn giá ca máy. Đầu tiên thì các bạn chạy phần mềm dự toán G8, nó lên một cái giao diện như này. Sau đó thì các bạn chọn cái tỉnh thành phố mà công trình mình thi công trên đó. Tôi giả thiết là tôi chọn tỉnh Hải Phòng đây chẳng hạn. Sau đó chọn đơn giá định mức mới nhất mà tỉnh họ công bố. Tiếp theo tôi giả thiết rằng chúng ta nhập một số cái đầu việc, ví dụ như là chúng ta nhập một số các cái mã công việc như sau. Một số công tác xây. Một số công tác về bê tông chẳng hạn. Một số công tác về vì kèo, vân vân. Sau đó thì các bạn điền khối lượng như bình thường. Bạn có thể đưa cái diễn giải vào đây. Chúng ta có thể đưa các diễn giải đây. Tuy nhiên đây tôi chỉ là một cái ví dụ để các bạn hình dung thôi, từ bước đầu thôi. Chỗ này tôi nhập tiếp khối lượng, bởi vì mục tiêu ở đây thì trong cái video này tôi hướng dẫn cái cách mà tính đơn giá nhân công ca máy, cho nên tôi chỉ nhập một số đầu việc và với khối lượng hoặc là cái diễn giải tạm thời đây. Giả sử như chúng ta đã nhập hết các đầu việc từ công tác số 1, công tác số 2, công tác số easy và công tác cuối cùng của chúng ta ở đây, chúng ta nhập xong thì chúng ta chuyển sang sheet giá tháng. Thì hiện nay dự toán G8 đã hỗ trợ là tính theo một số các cái thông tư mới về tính lương cũng như là tính đơn giá ca máy. Về tính lương thì tính đơn giá nhân công hoặc là tính lương thì chúng ta tính theo các cái đã có các luật như sau, là Nghị định số 205/2004, Thông tư 01/2015 của Bộ Xây dựng và thông tư mới nhất là thông tư 05/2016 Bộ Xây dựng. Tôi xin nói thêm một chút về các cái luật này để khi chúng ta áp dụng công trình, khi nào chúng ta dùng cái nghị định 205, khi nào chúng ta dùng thông tư 01 và khi nào chúng ta dùng thông tư 05. Thì tôi sẽ dở sang bên màn hình cái thông tư. Ví dụ thông tư không, đây là thông tư 01. Đây là thông tư 05 của Bộ Xây dựng hướng dẫn. Thì đối với thông tư 01 thì là Bộ Xây dựng ban hành từ ngày 20 tháng 3 năm 2015, và ở cái phía dưới này, cái mục điều 6 à, điều 7 cái hiệu lực thi hành, thì là điều 7 trong thông tư số 01 Bộ Xây dựng hướng dẫn là thông tư này là có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2015. Do đó nếu những công trình mà trước ngày 15 tháng 5 năm 2015 thì chúng ta sẽ sử dụng là cái nghị định 205/2004. Còn những công trình nào từ ngày 15 tháng 5 trở đi thì chúng ta sẽ sử dụng là thông tư 01/2015 do Bộ Xây dựng ban hành. Tiếp theo, thông tư số 05/2015 cũng về tính đơn giá nhân công thì ở trang số 3 cũng là điều số 7 thì về hiệu lực thi hành, thì là thông tư này là có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 5 và là thay thế cho thông tư 05/2015 cũ. Cho nên là những công trình nào mà trước ngày mùng 1 tháng 5 năm 2016 thì chúng ta áp dụng cái thông tư là số 01/2015. Còn những công trình nào mà chúng ta triển khai từ ngày 1 tháng 5 năm 2016 trở đi thì chúng ta sẽ chọn là tính nhân công, tính lương đấy theo là thông tư mới tính thời điểm hiện nay là thông tư 05/2016 của Bộ Xây dựng ban hành. Thì tạm thời tôi đã chọn là thông tư 05/2016. Và khi các bạn tạo công trình mới ở đây, tạo công trình mới hoặc là vào menu file tạo công trình mới, thì G8 sẽ để cho các bạn sẽ là theo mặc định là sẽ theo cái luật mới nhất. Ví dụ như cái video sau đến năm 2017, 18 vân vân trở đi thì Bộ Xây dựng có thể có những cái thông tư về tính lương khác, thì chúng tôi sẽ lần lượt có những cái thông tư nó ở phía dưới này, thì G8 sẽ mặc định là chọn cái thông tư mới nhất giúp cho các bạn. Đấy. Về phần tiếp theo tính đơn giá ca máy thì hiện nay tính đến thời điểm hiện nay là tháng 6 năm 2016 thì Bộ Xây dựng đã có cái thông tư mới nhất là thông tư số 06/2016 ban hành từ ngày 10 tháng 3 và có hiệu lực
cũng là ngày 1 tháng 5, tức là hiệu lực của ngày của thông tư 05 này. Thông tư 05/2016 và thông tư 06/2016 thì đều có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2016. Thì trong cái thông tư này thì là Bộ Xây dựng hướng dẫn cách tính đơn giá ca máy ở phụ lục số 6 trang số 83. Thì là phụ lục số 6 trang 83 là phương pháp xác định đơn giá ca máy và thiết bị thi công. Thì cái cách tính thì về cơ bản là cũng giống như là thông tư cũ, là thông tư số 06/2010. Nhưng mà tuy nhiên thì cái định mức ca máy như là sử dụng nhân công gì để thi công, rồi các cái định mức về nhiên liệu, định mức về khấu hao, định mức về sửa chữa, định mức về chi phí máy khác, thì chúng ta lại tuân thủ theo cái định mức mới nhất tính thời điểm tháng 6/2016, thì chúng ta sẽ áp dụng là cái định mức 1134/2015 do Bộ Xây dựng ban hành. Thế như vậy là với công trình mới thì chúng ta sẽ sử dụng theo là cái định mức là định mức 1134/2015 Bộ Xây dựng ban hành. Còn với những công trình mà trước đó thì chúng ta sẽ sử dụng là tính theo thông tư 06/2010 về tính giá ca máy. Thì bây giờ chúng tôi sẽ chọn là cái định mức mới nhất là định mức 1134/2015. Khi chọn như này thì chúng ta đồng nghĩa với việc rằng là chúng ta đang tính theo cái thông tư mới nhất là thông tư 06 hiện nay ở đây. Đấy. Tiếp theo chúng ta bấm mục là tính giá nhân công ca máy. Việc đầu tiên là chúng ta phải điền cái mức lương đầu vào. Đấy, mức lương đầu vào ở dòng số 7 là mức lương đầu vào LNC tính trên đơn vị là đồng cho một tháng. Ví dụ chúng tôi đang để là 2,1 triệu thì đây là cái giá, cái đơn giá mà tỉnh Hải Phòng trước đây họ đã dùng nó để mà tính cái đơn giá. Thế thì bây giờ chúng ta phải điều chỉnh lại. Tính cái thời điểm tháng 6 năm 2016 chẳng hạn thì chúng ta phải điều chỉnh lại. Chúng ta bấm vào mục là mức lương theo vùng. Chúng tôi đã để sẵn là tỉnh là Hải Phòng. Chúng ta chọn chính xác là huyện nào, hay là thành phố Hải Phòng, hay là huyện Thủy Nguyên, hay là đảo Cát Bà v.v. Tôi lấy ví dụ chọn tỉnh thành phố Hải Phòng. Thì G8 đã trao cho các bạn là vùng 1 mức lương đầu vào là 2.530.000 đồng một tháng. Nếu chúng ta chọn là huyện Tiên Lãng chẳng hạn thì G8 đã trao chúng ta là thuộc vùng 2 và mức lương đầu vào sẽ là 2.320.000 đồng một tháng. Và tôi giả thiết rằng tôi chọn thành phố Hải Phòng. Và tôi xin nói thêm về cái con số 2.530.000 đồng một tháng, tôi bấm chấp nhận thì G8 đã ra được là 2.530.000 đồng một tháng. Và tôi quay trở lại thông tư 05, tại sao lại là 2.530.000 đồng một tháng? Thì cái mức lương đầu vào là được Bộ Xây dựng công bố ở trang số 4, ở phụ lục số 1, bảng số 1, mức lương cơ sở đầu vào. Đấy. Thì tại sao phần mềm nó lại đưa ra là mức lương là 2.530.000 đồng một tháng? Bởi vì là Hải Phòng là thuộc vùng 1. Vùng 1 thì hiện nay với thông tư 05 mới thì Bộ Xây dựng cho là mức lương nó sẽ dao động từ 2.350.000 đồng đến 2.530.000 đồng. Và cái con số lương là bao nhiêu thì sẽ do cái đơn vị chủ đầu tư họ cùng với cả các đơn vị có liên quan, như các đơn vị tư vấn, đơn vị quản lý dự án v.v. và nhà thầu sẽ chủ động để mà xác định được cái mức lương. Nhưng mà tạm thời thì chúng tôi trong phần mềm thì chúng tôi đang để là cái mức lương cao nhất của trong cái vùng 1 là 2.530.000. 2.530.000 ở đây. Tuy nhiên nếu mà các bên thống nhất với nhau nó con số nó không phải 2.530.000 ở đây, mà nó lại là một con số giữa nào đó trong khoảng từ 2.350.000 đến 2.530.000. Tôi lấy ví dụ có thể là con số min là 2.350.000, hoặc là một con số giữa nào đó, tôi lấy ví dụ như là 2.410.000 đồng chẳng hạn, nó cũng nằm ở trong khoảng này. 2.410.000 nó cũng nằm ở trong khoảng này. Thì lúc đó chúng ta sẽ chủ động chúng ta điền vào đây là 2.410.000 đồng vào đây. Đấy, 2.410.000 đồng vào đây. Và cái con số này là do các bên xác định với nhau trước khi mà chúng ta triển khai công trình. Đó. Tiếp theo, các tỷ lệ phụ cấp như là phụ cấp lưu động, phụ cấp không đủ sản xuất, rồi là phụ cấp khu vực v.v. và phụ cấp bảo hiểm thì tất cả chúng ta phải để là 0%. Đấy, chúng ta để là 0%, nhưng mặc định là phần mềm đã để các bạn là 0% và chúng ta không phải chỉnh sửa gì. Tại sao lại là 0%? Lý do là như sau. Là trong thông tư số 05 mới ở phụ lục số 1, phụ lục số 1 nói về mức lương cơ sở đầu vào thì Bộ Xây dựng đã nói rằng là
cái mức lương này là mức lương này thì đã bao gồm các khoản bảo hiểm mà người lao động, lưu ý đây là người lao động, đã nộp cho nhà nước là một, như là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp. Đây là cái khoản người lao động phải nộp, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ở phía trên khi mà có cái công thức để mà tính ở điều 4 là công thức để xác định đơn giá nhân công, thì Bộ Xây dựng quy định là cái mức lương đầu vào ở bảng phụ lục phía dưới ấy, thì là đã bao gồm các khoản phụ cấp lương theo đặc điểm và theo tính chất của sản xuất xây dựng và đã tính đến các yếu tố thị trường. Đấy, như vậy chúng ta nhắc lại ở đây điều mấu chốt là cái gì, đã bao gồm các khoản phụ cấp lại còn theo đặc điểm và theo tính chất nữa, cho nên là rõ ràng là các loại phụ cấp đó đã được tính vào trong mức lương đầu vào ở cái mức con số này rồi, ở con số 2.350 hoặc là 2.530, mà lúc nãy thì tôi điền là con số này. Đấy, thì cái các tỷ lệ phụ các phụ cấp này nó đã bao gồm ở trong này rồi. Đấy. Một vấn đề nữa là như tôi vừa nói, cái bảo hiểm ở trong mức lương này thì là bao gồm cả cái bảo hiểm mà người lao động nộp, nhưng đã bao gồm bảo hiểm mà doanh nghiệp phải nộp cho người lao động chưa, thì cũng xin trả lời là cũng đã bao gồm rồi. Thì bây giờ tôi sẽ chuyển xuống cái phụ lục số 3. Đấy. Trang số 9, phụ lục số 3, trang số 9. Phụ lục số 3 cũng là trong thông tư 05/2016. Thì Bộ Xây dựng quy định là cái mức lương đầu vào đó ấy, để tính ấy, thì là không được tính là thêm, là không được, không bao gồm các khoản bảo hiểm mà người sử dụng lao động, tức là các doanh nghiệp đấy ạ, các đơn vị mà sử dụng lao động đấy ạ, phải nộp cho nhà nước, như là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, rồi kinh phí công đoàn và bảo hiểm thất nghiệp. Nói tóm lại là vì lý do đó là các cái chi phí bảo hiểm này đã được tính ở trong chi phí chung. Tính ở trong chi phí chung khi mà chúng ta tính hồ sơ đấu thầu, hoặc là khi mà chúng ta tính chi dự toán chi phí dựng là nó có chi phí chung, thì các chi phí bảo hiểm này nó nằm trong chi phí chung mất rồi. Cho nên là chúng ta không được phép đưa cái phụ cấp bảo hiểm vào đây nữa, mà chúng ta phải để bằng không. Nói tóm lại tất cả các phụ cấp đây là chúng ta không được đền nữa. Và G8 đã làm thay chúng ta là để bằng 0% và chúng ta không phải làm gì cả. Tiếp theo là chúng ta điền cái giá của nhiên liệu và giá điện. Lưu ý là giá này là giá trước thuế, trước thuế giá trị tăng, trước thuế giá trị tăng. Tất cả cái giá này là giá trước thuế, chúng ta điều chỉnh lại cái giá hiện nay. Tôi lấy ví dụ bây giờ giá điện là 1.350 đồng. Đấy, giá xăng ví dụ 15.700. Đấy là giá trước thuế. Giá diesel là 15.650 đồng chẳng hạn. Tôi lấy ví dụ như vậy, và giá thực tế thì chúng ta điều chỉnh lại ở cái cột này và lưu ý là giá trước thuế giá trị tăng. Tiếp theo là cái bảng về hệ số nhiên liệu phụ. Hệ số nhiên liệu phụ bảng số 4 là bảng hệ số nhiên liệu phụ ở đây. Thì chúng ta điền thế nào? Thì G8 đã để mặc định cho chúng ta với động cơ diesel thì là 5%, động cơ điện thì là thêm 7% và động cơ xăng là chúng ta được thêm 3%. Những con số lấy đâu ra? Thì tôi xin quay trở lại cái thông tư số 06 mà Bộ Xây dựng hướng dẫn. Đấy, thông tư 06/2016 Bộ Xây dựng hướng dẫn. Ở phụ lục số 6 trang số 83. Phụ lục số 6 trang số 83 về phương pháp xác định đơn giá ca máy. Đấy. Thì cái bảng số nhiên liệu phụ, hệ số nhiên liệu phụ nằm ở trang số 87. Đấy. Phần 3 nhỏ là xác định chi phí nhiên liệu và năng lượng. Đấy, thì có cái công thức là nhân với cả KPI. Trong đó KPI là hệ số nhiên liệu phụ được Bộ Xây dựng quy định như sau này. Hệ số nhiên liệu phụ đối với động cơ xăng thì là từ 1,01 đến 1,03, tức là được thêm từ 1 đến 3%. Động cơ diesel là được thêm từ 2 đến 5%. Động cơ điện được thêm từ 3 đến 7%. Đó, như vậy là nó khác với cả thông tư 06/2010 cũ. Là gì? Thông tư 06/2010 thì Bộ Xây dựng chỉ cho quy định là một con số là động cơ xăng là 3% ở đây, động cơ diesel là 5% và động cơ điện là 7%, chứ không cho một cái giải từ đây đến đây, từ đây đến đây, từ đây đến đây như thông tư mới 06/2016 nữa. Đấy, ở đây chúng ta cũng cần lưu ý là hai con số thông tư đều là 06, nhưng một cái là 06/2010 là thông tư cũ và 06/2016 là thông tư mới. Chúng ta lưu ý cái chỗ đó, chứ nhiều khi tôi nói có thể
chúng ta sẽ hơi nhầm, cũng đều là 06 nhưng một cái mới là 2016 và một cái cũ là 2010. Vâng, cái mới thì lại cho từ giải từ đây đến đây, chứ còn cái cũ thì chỉ cho là ba con số là 3%, 5% và 7% như thế này thôi. Thế bây giờ tôi quay trở lại vấn đề là G8 để cái hệ số nhiên liệu phụ thì nó đang để giá trị mắc là 3%, 5% và 7%. Chúng ta có thể điều chỉnh lại là theo như bộ dựng dẫn đây là có thể là từ khoảng này đến khoảng này. Tôi lấy ví dụ động cơ xăng chúng ta có thể để là 1,02 thì nó cũng đảm bảo trong khoảng này. Đấy, tuy nhiên thì cái việc là bao nhiêu thêm bao nhiêu phần trăm, thêm mấy phẩy vào đây thì để mà chúng ta điền vào đây thì là phải có sự thỏa thuận giữa các bên với nhau trước khi mà chúng ta tính một cái dự toán hay là tính một cái bộ hồ sơ thầu, thì chúng ta phải xác định với nhau trước các cái tỷ lệ này, sau đó chúng ta điền đấy cho đúng. Tạm thời tôi vẫn lấy cái con số mà mắc cái hệ số liệu phụ lớn nhất mà bộ dựng đề xuất. Đó. Một vấn đề nữa nó liên quan đến tính đơn giá cá máy là khi mà chúng ta tính cái khấu hao thì trong thông tư 06/2016 mới thì có quy định một số cái vấn đề nó hơi khác. Tôi quay trở lại thông tư 06. Ở trang số 83 vẫn về cái xác định đơn giá cá máy thì mục một nhỏ là xác định chi phí khấu hao. Trong chi phí khấu hao này thì bộ xây dựng quy định lại về cái chuyện tính cái giá để tính khấu hao như sau này. Là với những cái máy mà có nguyên giá mua ban đầu đấy là 30 triệu đồng trở lên thì mới phải trừ đi cái 10% cái bán thanh lý, tức là chúng ta bán thanh lý chúng ta thu hồi được tiền thì chúng ta phải trừ đi 10%. Khác với cả thông tư số 06/2010 cũ là gì? Thông tư 06/2010 cũ quy định là với những cái máy nào có nguyên giá từ 10 triệu đồng trở lên thì mới bị trừ cái thanh lý thu hồi. Và 10 triệu đồng nhưng mà cái tỷ lệ thu hồi thanh lý ấy, nó chỉ bằng 5%. Trong khi đó thông tư mới thì là 30 triệu đồng và tương ứng với nó là cao hơn là 10%. Tôi nhắc lại, thông tư cũ là 10 triệu đồng và 5%, còn thông tư mới là 30 triệu đồng và 10%. Như vậy rõ ràng là thông tư mới cái chúng ta bị trừ nhiều hơn, bị trừ cái thu hồi thanh lý nhiều hơn so với cả thông tư cũ là 10% mà trừ đi 5% bằng là 5%. Tôi lấy ví dụ một cái máy 1 tỷ thì thông tư cũ là chúng ta bị trừ có 5% của 1 tỷ là 50 triệu. Nhưng mà thông tư mới thì là chúng ta phải trừ 10% 1 tỷ là chúng ta phải trừ đi mất 10 triệu. À là 100 triệu tôi nói nhầm. Đó, thì như vậy là cái cũ là trừ đi 50 triệu, cái mới là trừ đi 100 triệu. Đó, thì đấy là cái sự khác nhau. Vì lý do đó cho nên là G8 cũng phải yêu cầu các bạn phải điền cái giá trị thu hồi khi thanh lý khi mà nguyên giá từ bao nhiêu triệu đồng. Ví dụ như G8 để mặc định là 30 triệu đồng. Và tỷ lệ thu hồi khi thanh lý G8 để mặc định là 10%. Đấy. Và chúng ta có thể điều chỉnh lại. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng khuyến nghị các bạn là nên để nguyên cái giá trị này bởi vì thông tư mới quy định là 30 triệu đồng và 10%. Bây giờ tôi quay sau khi chúng ta điền được tất cả các cái thông số, tôi nhắc lại là mức lương đầu vào, tất nhiên số ngày làm việc đương nhiên là 26, chúng ta không điều chỉnh. Các tỷ lệ này chúng ta để nguyên là 0% hết, chúng ta điều chỉnh lại giá xăng dầu trước thuế và các cái hệ số nhiên liệu phụ. Chúng tôi khuyến nghị là theo con số mắc mà bộ xây dựng đã cho, cũng như cái giá trị 30 triệu và 10%, các bạn điền xong. Thì đây là chúng ta đã điền xong, khai báo xong cái đầu vào cho việc tính đơn giá nhân công và cá máy. Bây giờ chúng ta sang bên phần đơn giá nhân công xem thế nào. Đó, thì G8 đã tính cho chúng ta là cái mức lương cơ bản trong một tháng bằng cách là lấy cái hệ số lương ở đây mà nhân với cả mức lương đầu vào này 2.430.000 này. Đấy. Công thức của nó có công thức để tính toán. Sau đó thì đơn giá nhân công là tính một ngày công cho một người 8 tiếng một người đấy thì sẽ bằng là cái mức lương trong một tháng này mà chia cho hai số ngày, đây là 26 ngày đây. Đấy. Thì chúng ta được đơn giá nhân công đây thì có thể là có tính cho nhóm 1, cho nhóm 2 ở đây. Và cái chúng ta sẽ thấy có một cái mục là cho nhóm 3 thì trong thông tư không có và chúng tôi cũng không khuyến nghị các bạn làm theo nhóm 3. Tuy nhiên để đảm có thể có một dự phòng cho một số đơn vị nào đó họ vẫn muốn là tính theo nhóm 3 thì các cái tỷ lệ này, các cái hệ số này là theo cái nghị định 205/2004 cũ mà chính phủ ban hành. Chứ nhóm 3 này không tồn tại ở trong thông tư 01/2015 cũng như là thông tư 05/2016 bộ dựng ban hành. Cho nên chúng tôi khuyến nghị các bạn sẽ không sử dụng cái nhóm 3 là mã này.
Tiếp theo phía dưới có thể là lương của các kỹ sư, lương của nhân công đường sông, đường biển, nhân công của lái xe, vân vân, nhân công của thuyền viên. Chúng ta xem ở các bảng phía dưới này. Đó. Đấy là tính về đơn giá nhân công thì G8 tính chúng ta ở đây. Đơn giá các máy thì G8 cũng liệt kê các loại máy ở đây và liệt kê theo cái định mức số 1134 năm 2015 là Bộ Xây dựng quy định các cái thành phần bậc thợ là bao nhiêu, rồi số ca thi công của trung bình của các cái máy này trong một năm là bao nhiêu, các cái hệ số thu hồi khi thanh lý của từng loại máy là bao nhiêu thì chúng tôi điền ở đây theo cái thông tư 06/2016 thì người ta quy định. Ví dụ như là cái máy mà bị trừ đi 10% thu hồi khi thanh lý thì nó sẽ còn lại là 90% để mà tính khấu hao. Tỷ lệ khấu hao, tỷ lệ sửa chữa, tỷ lệ chi phí máy khác được quy định ở trong quyết định định mức số 134 thì chúng tôi thể hiện ở đây để chúng ta kiểm soát, cũng như là định mức nhiên liệu hoặc là định mức năng lượng, số lít diesel, số kWh chúng tôi thể hiện theo cái định mức 134 chúng tôi thể hiện ở đây. Đấy. Hệ số liệu phụ trong thông tư 06/2010 chúng tôi đã điền ở đây. Và G8 tính cho chúng ta 5 thành phần, thứ nhất là nhiên liệu, thứ hai là lương thợ lái máy, thứ ba là chi phí khấu hao, thứ tư là chi phí sửa chữa và thứ năm là chi phí máy khác. Và tất cả ở đây đều có con số để chúng ta tính. Ví dụ như đây chẳng hạn nó lấy định mức nhiên liệu nhân với cả hệ số nhiên liệu phụ nhân với cả giá là giá điện. Ở đây chẳng hạn thì là lấy định mức là 37 lít diesel nhân với hệ số diesel là 5% nhân với cả cái giá của diesel ở đây. Đó. Tương tự như vậy, nhân lương thợ lái máy cũng dùng công thức để tính, khấu hao cũng dùng công thức để tính toán ở đây, chi phí sửa chữa cũng dùng công thức và chi phí máy khác cũng dùng công thức. Như vậy có 5 thành phần ở đây thì khi chúng ta sum lại, chúng ta cộng 5 thành phần từ nhiên liệu đến chi phí máy khác ở đây thì chúng ta sẽ ra được cột này là cột đơn giá ca máy cho một ca máy làm việc 8 tiếng một giờ à một ngày. Đấy. Bây giờ chúng ta làm thế nào để chúng ta đưa được cái đơn giá nhân công ở đây và đơn giá ca máy đã tính toán được ở đây vào công trình của chúng ta? Chúng ta bấm nút là cập nhật giá, muốn đưa cái nhân công này vào để chúng ta tính thì chúng ta bấm nút cập nhật giá nhân công ở đây. Có mấy chế độ, một là mặc định, hai là để tất cả về nhóm 1, ba là tất cả về nhóm 2 và bốn là để tất cả về nhóm 3. Thì như trước tôi đã nói là cái nhóm 3 la mã này là G8 chỉ có để mà đáp ứng cho một số rất nhỏ, một số đơn vị vẫn muốn có nhóm 3. Tuy nhiên chúng tôi không khuyến nghị chúng ta làm theo nhóm 3 bởi vì là thông tư mới là không còn nhóm 3 nữa. Chúng tôi chỉ khuyến nghị các bạn để chế độ mặc định này, là tức là tính đơn giá nhân công theo cái nhóm mặc định mà tỉnh thành phố người ta quy định. Thì chúng tôi để các bạn khuyến nghị các bạn là để ở cái chế độ mặc định này và bấm nút chấp nhận. Thì G8 đã báo được là số loại là 3/3 là nhân công. Tiếp theo chúng ta muốn cập nhật cái đơn giá ca máy ở đây, đã tính toán được ở đây. Đấy, theo cái mức lương mới, theo giá xăng dầu mới ở đây để mà chúng ta tính toán vào công trình thì chúng ta bấm nút cập nhật giá máy. Thì G8 có hỏi là bạn có chắc chắn không thì chúng ta bấm yes. Thì G8 đã cập nhật được 5 trên tổng số 5 loại máy ở đây và chúng ta bấm nút ok. Khi đó thì chúng ta bấm nút đóng ở đây hoặc là bấm nút đóng ở trên này thì cũng như nhau. Thì khi đó G8 đã cập nhật cho chúng ta ở cái nhân công vào cột này. Đấy, và máy vừa tính toán được vào cột này. Đấy, sở dĩ nó màu đỏ bởi vì lúc nãy là tôi điều chỉnh lại giá nhân công và tôi điều chỉnh lại giá xăng dầu nó giảm đi cho nên là chỗ này nó màu đỏ bởi vì nó nhỏ hơn con số này. Đấy. Và cái giá đơn giá nhân công cũng như đơn giá ca máy mà mới được cập nhật đây sẽ được đưa vào để tính toán trong tất cả các bảng như là bảng tổng hợp vật tư. Thì cái giá hiện tại là được đưa vào cột này để tính. Hoặc là đơn giá chi tiết, chẳng hạn thì cái đơn giá nhân công và đơn giá ca máy của những sẽ đưa vào cái cột này để chúng ta tính. Hoặc là tính phần hồ sơ đấu thầu, tính chiết tính chẳng hạn thì cái đơn giá nhân công ca máy, đơn nhân công bậc 3/7 là 200.215 ở đây. 200.215 đồng sẽ được đưa sang bên cái bảng chiết tính này để tính cho chúng ta. Đơn giá các máy chẳng hạn như là máy trộn bê tông ở đây, máy trộn 250 lít thì đơn giá nó sẽ là 291.561 đồng, 291.561 sẽ được lấy ở đây.
Đây là cái máy trộn bê tông 250 lít và giá của nó sẽ là 291.561 đồng và được G8 link trực tiếp, là công thức của nó là link từ giá tháng F27, chúng ta kiểm tra xem có đúng không ạ. Giá tháng là cái sheet này, F là cột giá tháng này chúng ta tính, và 27 chính là máy trộn bê tông, chính là cái con số này để chúng ta tính. Nhân công cũng được link trực tiếp từ bên sheet giá tháng F19 chẳng hạn, là nhân công 3/7. Chúng ta xem F19 giá tháng, đây cột F là cột giá tháng, F19 là đơn giá nhân công bậc 3/7 chính là 200.215 đồng ở đây. Đấy. Một vấn đề nữa tôi cần hướng dẫn các bạn, đó là việc quy định cái công tác nào dùng nhân công nhóm 1 hay nhóm 2. Tôi lấy ví dụ như là cái công tác vì một lý do nào đó mà công tác này người ta lại muốn dùng nhóm 1, công tác này muốn dùng nhóm 2, công tác này muốn lại quay về nhóm 1 vân vân chẳng hạn, thì chúng ta làm như thế nào? Tôi lấy một công trình khác nó ít đầu việc hơn để chúng ta làm một ví dụ. Đây, tôi lấy ví dụ một công tác là AB và một công tác là AF. Đấy, hai công tác này thì chúng ta thấy rằng là hai công tác này đều là dùng nhân công bậc 3/7. Đấy, đều là dùng nhân công bậc 3/7. Và tất nhiên là đây là đều là phần đào đắp đất rồi phần bê tông, thì tất nhiên là cái nhân công của nó là nhóm 1. Thì phần mềm G8 quy định như sau, cái cột mã chuẩn ở đây cũng như cột mã chuẩn ở đây thì là chúng tôi quy định là N1 chấm có nghĩa là nhân công nhóm 1. Đấy. N2 chấm sẽ là nhân công nhóm 2. Và sau dấu chấm, ví dụ nhân N1.30 thì chúng ta sẽ hiểu rằng đây là nhân công bậc 3/7. Tôi lấy ví dụ một công tác khác là AI chẳng hạn. Đấy. Thì nhân công của nó là N1.40 thì chúng ta hiểu rằng đây là nhân công nhóm 1. Đấy, bậc 4/7. Một công tác khác chẳng hạn như là BB chẳng hạn, thì nhân công đây là N2.35 thì đây là nhân công nhóm 2 bậc 3.5/7. Đây là cái quy tắc của G8. Thế bây giờ tôi quay trở lại vấn đề của câu hỏi lúc nãy, là tôi giả thử xử vì một lý do nào đó hoặc một công tác khác, nhưng đây tôi để cho tiện ví dụ thì tôi cho hai công tác là đào đất và bê tông. Vì một lý do nào đó mà người ta quan niệm rằng là cái đào đất này thì là nhóm 1, nhưng mà cái công tác bên dưới này là nhân công nhóm 2, thì chúng ta làm như sau. Với công tác đào đất đây thì chúng ta có để là N1.30 đây, không thay đổi gì cả, chúng ta để nguyên. Với công tác này, nếu vì một lý do nào đó mà chúng ta muốn nó trở thành nhóm 2 thì đơn giản là chúng ta điều chỉnh ở đây thành N2.30. Đấy, thì khi đó cái mã chuẩn nó thành N2.30. Sau đó chúng ta sang giá tháng thì chúng ta sẽ thấy là có cái nhân công bậc 3/7 là có hai dòng, mã giống nhau, tên giống nhau, đơn vị đều là công, đơn giá gốc và thông báo giống nhau, tất cả mọi thứ giống nhau, nhưng chỉ có khác nhau là cái mã chuẩn của nó là một cái là N1.30, một cái là N2.30. Thì N2 đây chính là nhân công nhóm 2, N1 là nhóm 1. Và bây giờ nếu chúng ta tính đơn giá nhân công cao máy, tôi chọn là Hải Phòng, tôi chọn là huyện Tiên Lãng chẳng hạn, vùng 2 2.320. Sau đó thì tôi chuyển sang nhân công, tôi xem và tôi bấm nút cập nhật giá nhân công, chúng ta để mặc định, bấm chấp nhận. Ok, thì lúc này chúng ta sẽ xảy ra tới hai tình huống như sau, là hai cái dòng nhân công này vẫn giữ nguyên, nhưng mà cái nhân công bậc 3/7 nhóm 1 nó chỉ có 192.000, trong khi đó là nhân công bậc 3/7 mà nhóm 2 ở đây thì nó lên tận là 217.000, bởi vì nhóm 2 cái hệ số lương nó cao hơn. Và bây giờ chúng ta quay trở lại sheet công trình, chúng ta xem công tác này thì cái đơn giá nhân công để tính toán là 192.737, nhưng cái công tác phía dưới mã nhân công là nhóm 2 thì giá của nó là 217.723 đồng. Đấy. Và khi mà chúng ta tính tổng hợp vật tư chẳng hạn thì nó cũng tương tự như vậy, là nó cũng sẽ có hai cái dòng nhân công, vì là giá để tính toán của hai cái nhân công này tương ứng với nhóm 1 và nhóm 2 khác nhau. Hoặc là chúng ta tính hồ sơ đấu thầu chẳng hạn, tính chiết tính chẳng hạn, thì cái công tác số 1 thì nhân công đây là bậc 3/7 thì giá nó là 192.000, nhưng mà cũng bậc 3/7, nhưng công tác phía dưới do chúng ta quy định lại nó là bậc 2 nhóm 2 thì cho nên là cái đơn giá của nó là 217.723 đồng, nó lớn hơn đó. Một tình huống nữa xảy ra khi mà chúng ta nhập các đầu việc bên này, bên sheet công trình.
Tôi giả thiết rằng là tôi nhập một cái mã là BB lắp đặt ống bê tông như thế này, và chúng ta thấy rằng là cái cần trục bánh hơi 6 tấn ở đây nó không thấy mã chuẩn. Trong khi đó các công tác khác thì các cái máy ở đây nó đều có mã chuẩn. Hoặc là một công tác nữa là như là đào đắp đất công trình bằng đầm cóc chẳng hạn, thì chúng ta thấy rằng là cái đầm cóc này mã chuẩn nó không có gì cả. Trong khi đó các công tác khác chúng ta thấy rằng nó có mã chuẩn. Và hệ quả là gì? Khi chúng ta sang sheet giá tháng, chúng ta thấy rằng hai dòng là cần trục bánh hơi 6 tấn đấy, cũng như là cái đầm cóc ở đây, thì chúng ta thấy đều là cái mã chuẩn nó đều là trắng. Ở đây mã chuẩn cũng là trắng trơn, không có gì cả. Hệ quả là gì? Khi mà chúng ta tính giá nhân công theo 05 và tính giá ca máy theo 06, tức là tính theo định mức 134 năm 2015 đấy ạ, ở đây, thì chúng ta bấm như sau. Sau đó chúng ta sang bên sheet đơn giá máy để chúng ta xem vừa đám tính, và chúng ta bấm nút cập nhật giá máy. Sau đó chúng ta bấm nút yes, thì G8 báo là số máy được cập nhật đơn giá chỉ có là 10 trên tổng số 12. Như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng là thiếu mất 12 mà trừ đi 10, còn hai loại máy chưa được cập nhật giá. Và chúng ta bấm ok. Sau đó chúng ta xem, à như vậy là chúng ta thấy rằng là hai cái dòng này đấy, cái chỗ này là chưa được cập nhật gì cả, giá gốc, giá thông báo, giá thảo, giá chúng ta tính toán nó vẫn bằng nhau. Cũng như cái đầm cóc ở đây chẳng hạn, thì chúng ta thấy rằng là hai cái giá này nó vẫn như nhau mà không được cập nhật. Lý do là nó không có mã chuẩn ở đây. Không có mã chuẩn ở đây mà G8 sẽ không biết được là ứng với cái máy nào để mà cập nhật. Thế bây giờ chúng ta sẽ xử lý nó thế nào? Tôi ví dụ bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái cần trục bánh hơi làm thế nào để G8 cập nhật được cái giá, để tính được cái giá ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ copy cái tên của cái cần trục bánh hơi 6 tấn này, chúng ta bấm vào mục tính giá nhân công ca máy. Chúng ta chuyển sang phần đưa giá máy. Thì hiện nay G8 chỉ hiển thị tính toán một số các loại máy mà công trình đang dùng. Như chúng ta thấy đây nó chỉ có ít thế này thôi. Do đó chúng ta cần bấm cái mục là tích vào mục là hiện toàn bộ máy ở đây, để G8 hiện ra tất cả các loại máy từ máy số 1 đến máy cuối cùng ở đây là gần 939 cái loại máy khác nhau. Đấy. Thế bây giờ chúng ta kiểm tra, chúng ta tìm ở trong cái cột tên các loại máy này xem là có cái loại cần trục bánh hơi không, bằng cách là chúng ta nhấn là tổ hợp phím là Ctrl F. Đấy, chúng ta dán cái tên là cần trục bánh hơi 6 tấn. Chúng ta bấm nút tìm kiếm, thì G8 là báo hết, tìm hết mà không có. Và bây giờ chúng ta thử bỏ cái 6 tấn đấy đi, xem là cái cần trục bánh hơi nó có những cái loại gì. Chúng ta bấm nút tìm kiếm. À đây rồi. Chúng ta thấy là cần trục bánh hơi nó mà trong thông tư 06/2010 cũ, cũng như là trong định mức số 1134 năm 2015 mới, thì Bộ Xây dựng chỉ có một số các loại như này thôi. Như vậy là có cần trục bánh hơi 16 tấn, 25 tấn, 40 tấn, 63 tấn, 100 tấn v.v. Thế bây giờ chúng ta phải xem là cái cần trục bánh hơi loại 6 tấn là nó tương ứng với cái nào. Chúng thấy rằng 16 tấn cũng không phải, bởi vì kia chúng ta cần tìm là 6 tấn cơ. 25 càng không phải, 100 như này là tất cả đây đều không có cái thông số nào mà nó phù hợp mấy cái của chúng ta, là chỉ có 6 tấn thôi. Như vậy có lẽ chỉ có cái là 16 tấn là có vẻ như là nó gần với chúng ta nhất, chứ còn không có cái nào là 6 tấn cả, nó chênh nhau như tận 10 tấn. Và tất nhiên trong hợp này chúng ta chọn là gần đúng chứ không thể đúng được. Và tạm thời nếu giả thiết rằng là chúng ta chấp nhận cái phương án là chúng ta lấy cái cần trục 16 tấn để lắp, để mà áp cho cái thông số, tất cả các thông số như thế này để áp cho cái cần trục 6 tấn, thì chúng ta phải chấp nhận là điền cái mã chuẩn của nó là M187. Đấy, chúng ta bấm đóng ở đây. Chúng ta điền ở đây là M187, chúng ta điền vào đây. Đấy. Tiếp theo cái đầm cóc ở đây chúng ta chưa có, bây giờ chúng ta tìm ở đây xem là đầm cóc nó gồm những loại gì. Chúng ta bấm hiện toàn bộ, bấm vào đây, chúng ta tìm chữ Ctrl F đầm. Đầm cóc. Enter thì G8 báo rằng là không có cái đầm cóc nào mà ở trong cái định mức số 1134 năm 2015 cả. Thế thì bây giờ chúng ta thử đầm cầm tay xem nào. Xem có không. Máy đầm. Đây. Đây là máy đầm cầm tay. Đấy, thì như vậy là chúng ta trong thông tư trong cái thông tư cũ là thông tư 06/2010 cũng như là trong cái định mức 134 nó không có cái nào là đầm cóc cả. Nó chỉ có máy đầm cầm tay thôi, loại là 50 cân, 60 cân, 70 và 80 cân. Vậy chúng ta phải xác định xem là cái đầm cóc của chúng ta nó là cái loại bao nhiêu cân, tương ứng với một trong bốn cái loại này.
tôi giả thiết rằng là đầm của chúng ta là đầm loại 60 cân thì chúng ta sẽ điền cái mã của nó sẽ là M70. Vâng, M70. Đấy, chúng ta đóng thì chúng ta sẽ có đây là M70 vào đây. Đấy, M70 đây. Như vậy là tất cả các loại máy của chúng ta là đều có mã chuẩn rồi. Và bây giờ tôi giả thiết rằng tôi chưa có gì, tôi xóa đi để chúng ta thử cập nhật lại xem thế nào. Bây giờ tôi bấm nút cấm tính giá nhân công cao máy. Và chúng ta sang bên đây thì là nó đã có máy cần trục bánh hơi 16 tấn và nó đã có cái máy, chúng ta tìm cái máy đầm cầm tay loại 60 cân là tương ứng với M70 là chúng ta chọn để mà tương ứng với cả cái đầm cóc của chúng ta đã có rồi. Và bây giờ chúng ta bấm nút cập nhật giá máy và chúng ta bấm yes thì G8 báo được cập nhật được là 12 trên tổng số 12. Như vậy là không có cái máy nào là không cập nhật được cả. Và chúng ta bấm nút đóng. Thế là chúng ta thấy rằng lúc nãy ở cái cột này là trắng trơn và bây giờ chúng ta đã cập nhật được tất cả các loại máy rồi. Như vậy là nguyên nhân để mà G8 không cập nhật được một số đơn giá các loại máy vì lý do là G8 không biết rằng là cái máy đấy nó tương ứng với cái máy nào trong thông tư 06/2010 cũ hoặc là trong định mức số 1134 năm 2015. Tôi nhắc lại ví dụ đầm cóc chẳng hạn thì không biết là cái đầm cóc này ứng với cái máy đầm cầm tay nào, 50 cân hay 60 cân hay 70 hay 80 cân, cho nên là người dùng chủ động chọn cái loại máy đầm 50 hay đến 80 cân tương ứng để mà điền cái mã chuẩn ở đây cho nó phù hợp thì G8 sẽ cập nhật cho chúng ta toàn bộ ở đây. Và như vậy là trong video ngày hôm nay tôi đã hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà áp dụng thông tư số 05/2016 mới của Bộ Xây dựng cũng như là cái thông tư 06 và định mức số 134 năm 2015 của Bộ Xây dựng để mà tính cái đơn giá nhân công ở cái cột này và đơn giá ca máy ở các cái dòng phía này, để mà tất cả cái giá này chúng ta đưa vào tính tất cả các cái phần dự toán công trình như là tổng hợp vật tư hay là đơn giá chi tiết hay là tổng hợp dự toán chi phí dựng ở đây hay là chúng ta tính hồ sơ đấu thầu thì chúng ta đều dùng cái giá mà chúng ta vừa ấy đưa vào ở bên sheet giá tháng để chúng ta tính toán. Vâng, tôi xin kết thúc cái video hướng dẫn ở đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi, quan sát cái video hướng dẫn cũng như là cảm ơn tất cả các bạn đã sử dụng phần mềm dự toán G8. Vâng, tôi xin cảm ơn.